Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên có trên 1.500 học sinh, sinh viên. Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những kết quả và biểu dương sự cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã vượt qua những khó khăn trong bối cảnh trường mới tiến hành sát nhập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong năm học mới, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ, phẩm chất đạo đức, đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng thế giới, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng để nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thiết kế chương trình đào tạo phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng thị trường lao động trong tỉnh. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng nhà trường quỹ học bổng trị giá 50 triệu đồng. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập được biểu dương và khen thưởng.